Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của em. Hôm nay ghé lại bến Xèo Nhí. Hôm nay là cái ngày cuối tuần thứ 6 nè. Trời ơi, kẹt xe kinh khủng luôn. Bà con đổ xô đi về quê. Bà con nói chung là đổ xô đi về quê. Mình tính đây là giờ này luôn đó ông bà, cô chú. Dạ, hôm nay là thứ 6, ngày 26 tháng 4. Bây giờ là 19 giờ 17 phút. Dạ, em đang ở bến Xèo Nhí nha. Địa chỉ chúng ta đó là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bến Xèo Nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Bánh xèo đây, cô ba đang đổ bánh xèo, khách ngồi ở bên trong. Còn kia là cô bé Hà Anh. Chào chú ông. Ơi. Ông bà trong nước và ngoài nước chào con gái nha. Ly nước cho con á. Mấy cái anh? Được được, anh dựng xe vô đó, anh khóa cổ xe luôn nha. Rồi. Này từ chiều giờ bán được không cô ba? Bữa nay hả? Về quê đó, bữa nay về quê bắt đầu người ta về quê hết rồi. Về quê quá trời luôn. Bây giờ ra đường là kẹt xe kinh khủng luôn á. Kẹt xe là kẹt xe. Đường về miền Tây với về miền Đông luôn. Đường ngoài đường đoạn đường quốc mấy cái chị? Một cái mang về luôn con. Ngoài đường quốc lộ 1A em chạy tới đây đó là trời ơi kẹt xe khủng khiếp luôn. Em nhức luôn á. Em có quay bên đường phố về kênh phố phường Sài Gòn nữa. Đó, trời ơi ông bà cô chú thấy. Ngày hôm qua mới vừa dặn con gái, hôm qua con gái dặn là bữa nay ghé lại con gái nè. Kêu nghỉ quay nhưng mà thấy cũng tội tội. Bánh xèo chị ơi, bánh xèo luôn, bánh xèo luôn. Con gái ơi. Bánh xèo, bánh xèo. Rồi, cô ba thấy mà, chú Lâm vô quay được cô ba đổ một cái. Qua đường xe bánh xèo kìa. Địa chỉ chúng ta đó là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha. Quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Em gái qua đường. Bây giờ là thấy đổ hai cô cháu đổ cái thằng cái à. Khách về quê hết rồi. Khách về quê nói chung là khách về quê hết. Nước đó con, nước của con ấy. Để nghe. Ăn cơm chưa? Con ăn gì chưa? Dạ con ăn bánh hỏi heo quay rồi. Trời ơi, bữa nay là ăn bánh hỏi heo quay. Sao không ăn bún bò mà lại đang ăn bánh hỏi heo quay? Chú ăn gì chưa? Rồi, nãy mới vừa ăn bún bò, có Mr. Đàm nữa, ghê không? Có Đàm Vĩnh Hưng nữa. Quán bún bò ngon hết sảy luôn, bà Bảy. Ủa? Chú Lâm tưởng qua đang bánh xèo. Trời ơi, mình cứ tưởng qua ăn bánh xèo, mình chờ hoài. Thời tiết dạo này nắng nóng lắm. Ôi, chào con gái nha. Con chào chú Long, con chào tất cả bà cô chú trên nước và ngoài nước. Lên ông biểu ông con uống nước gì á, uống nước sinh tố gì biểu ông làm cho con Ly chặt chú Lâm lên trả tiền. Không được đâu. Ê? Sao? Sao không được? Chú Lâm đâu có biết con ra đâu. Đi, chú Lâm mời mà. Trời ơi, bên đây người ta mời ly nước mà có gì đâu, không được. Thích uống nước gì? Lên kêu. Nè, chú Lâm mới vừa mua cho chị hai rồi nè, nhưng mà chú Lâm đâu có ấy đâu. Đi đi, nha, lên đây rồi chặt. Uống nước gì kêu đi. Uống nước gì kêu đi rồi sinh tố đi. Chập nữa chú Long lên trả tiền. Chú làm cho anh Ly sinh tố rồi chú. Dạ sinh tố đi chập nữa gửi tiền.
Hả? Có tới không? Có. Có hả? Trời ơi. Tới hồi mấy giờ? Dạ 4 giờ. 4 giờ hả? Trời ơi. Chị tới sớm như vậy? Sao chú kêu chú không quay nữa mà sao kỳ lạ ta? Bánh xèo da giòn, ông bà nội trong nhà. Bánh xèo miền Tây đây, bánh xèo nhí đây ông bà cô chú ơi. Ngày lễ bà con về quê hết rồi. Ngày lễ bà con về quê hết rồi. Bà. Bà nội sao lại vắng như vậy? Hả, bà nội hả? Trời ơi, ngày lễ người ta về hết rồi con. Con cứ nghĩ đi. Đường cái mà còn vắng, những đoạn này mà còn vắng. Bây giờ con ra quốc lộ là nó kẹt xe, kẹt cứng luôn. Ra quốc lộ là kẹt cứng luôn. Con cứ nghĩ đi, bây giờ đường nó vắng. Đường nó kẹt xe, ai đi ăn bánh xèo. Nãy chú Long đi qua nó kẹt xe kinh khủng lắm. Nhất hồi nãy chú chính định quanh xe về rồi, nhưng mà hôm qua nói thì thấy tội quá. Mấy cái em? Hai cái mang về. Nguyên ơi, lấy rau hai cái mang về. Qua giỡn với con gái thôi nha ông bà cô chú. Giỡn thì coi thử anh như thế nào. Ngờ đâu anh bí xị luôn. Sao em? Rau hai cái nguyên. Ê, để ly nước bên kia rồi uống đi con. Nói tiếng Anh như gió. Ngày nay bán chậm rồi con. Khách đi buôn bán mà, có ngày này ngày nọ. Khách đi về quê hết rồi bây giờ. Ngày sáng mai nữa là chú Long đảm bảo với con nè, sáng mai nữa là bán que nữa. Các cô tới đi Grab tới ăn nè. Mai là ngoài quốc lộ là con ra con coi là quá trời quá đất luôn. Bánh xèo đi em ơi. Bánh xèo, đố con là coi chè cua khách tới ăn bánh xèo hay sao? Sao chú Hà chú nói là chú không ghé quay nữa mà sao kỳ lạ ta? Chấn chỉnh chú Hà mới được. Rồi, chị Á Doan. À. Ngày nay được mấy xô? Hai xô hả? Hai xô hả? Không. Hai xô, ba xô. À, được ba xô hả? Đỡ hơn mấy bữa. Hết bột rồi, khoái lên. Còn nửa xô nữa. Bánh xèo luôn. Anh chị ăn tại chỗ hả? Dạ, anh chị chạy xe đây khóa cổ giùm em luôn. Dạ. Khách vườn tới ăn bánh xèo. Còn nửa xô nữa đó. Trời ơi, cũng đơn giản đâu. Rồi, thì cũng quay phim tụi em nha. Dạ rồi, ok. Ok biết rồi. Bánh
bánh xèo miền Tây rau rừng. Ngon quá ta. Ly gì đó, xin gì đó? Xin số bơ. Xin số bơ hả? Rồi. Cái này Trâm Anh bạn đồ đẹp đúng không? Trời ơi, bạn đồ quá đẹp luôn mà. Dạ. Khóa cổ xe lại nha anh chị. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi, từ từ cô dở xe ra. Xin tố bơ. Bơ xin tố. Có khi nào chập nó ra qua chú biểu chú Long rửa chén không ta? Rửa ly chứ mày. Cách đến ngang ông bà của chú mà. Bây giờ là 8 giờ tối rồi. Em đang ở bánh xèo nhí. Hôm nay là ngày 26 tháng 4, ngày cuối tuần. Dạ. Mai là thứ bảy, máu chảy về tim. Ngoài bán bánh xèo thì cô ba còn có bán lạp xưởng tươi. Đó, ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thích lạp xưởng tươi ghé ủng hộ cô ba nha. Dạ. Đó, anh em bếp bê nha. Hồi nãy cô ba đầu video là đổ bánh xèo đó. Anh kêu qua cô ba mà chặt heo quay còn đét khách hơn nữa. Trời ơi. Người ta không biết đổ bánh xèo mà kêu qua chặt heo quay. Có tiền về chưa con? Chưa về luôn hả? À, cô tiền bận quá không lên được hả? Dạo này cũng nắng nữa. Ờ, nắng quá đúng rồi. Nắng chịu không nổi đâu. Nắng cô tiền chạy xe chạy gì đói. Ông Minh không á? Con sẽ tặng tất cả cho cô chú một bài. Thêm bài hả? Trời. Anh bắt cái ghế đi ngóng trong em về. Qua băng một xuống em mới lấy chồng được chưa? Rồi. Anh như hồi đó em nhớ con vô cùng có xíu à. Mà sao giờ đây em tự quá chuyện gì ta? Em như hòa hậu em thương mấy cậu để đó nghe. Đi chơi lên cháu giá nấu cho em bơi đây nè. Vậy nhà mình sống có gì mà cười chứ. Nhìn gì mà khó quá. Nãy có anh rồi bắt con kiến ở trên lầu cao mang chào đưa lối. Mong anh mang về em hứa. Chỉ mong sao đời này ta đi phải gần nhau. Nó lắc xíu nha ông bà cô chú. Trâm Anh hát nên là em nhảy theo Trâm Anh nên là nó hơi lắc một xíu. Trời ơi, bánh xèo nhí. Tặng ông bà cô chú một bài nữa. Rồi. Bài gì nữa? Bánh xèo nhí địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Mày chiếc áo cho con. Rồi. Đêm thức thâu đêm, mẹ may chiếc áo cho con. Áo nào sợi dài, lời ru theo tháng năm dài. Từng lời ngọt ngào, à ơi, bếm bánh tranh đầy yêu thương. Chấm chín môi cười, mẹ vui biết mấy con người thương. Anh tim gào dần. Mẹ tôi nuôi lớn con tôi, bé đồn một thời, ruột gạo mâm muối dừa cà. Chiều chiều trên đồng, đu vui bên mắt. Em đang lắc theo Trâm Anh đó nha ông bà, chào ông nội nha. Bây giờ đã xa đôi tôi. Trời ơi. Ông bà ghé ủng hộ bánh xèo nhí nha ông bà cô chú. Địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao,
thèm nghe tiếng khóc ban rơi, mai nói về áo còn sợi dây, có ai quay về mẹ mời diệt áo năm xưa, có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng khờ kia bầu trời xa xăm nhắn con tôi dùm về đây bên mái tranh riêu. Một mình mẹ quạnh hiu, giờ đây mái tóc như mây, cánh cá đầy nỗi lòng nào vơi. Vỗ tay, quá hay. Trời ơi, ông bà không ghé địa chỉ 21 đường Đông Bắc ra ăn bánh xèo để nghe con gái. 42 bên công viên Mộng Mèo Nguyễn Trung với Tép Xe. Trời ơi, ủng hộ. Ơi, bánh xèo nhí mà vừa nghe ca sĩ hát nữa. Cái bánh xèo là 30 kìa. Rồi. Rồi, ok, con gái vừa mới tặng cho ông bà cô chú một bài liền á. Mấy bài liền. Rồi chạy vô rồi. Chú Hà hỏi chú Lâm là có ghé không? Làm bài chạy rồi. Đó, bánh xèo về, bánh xèo về. Khách tới đang tấp nào. Nghỉ lễ rồi, ông nội kêu nghỉ lễ rồi. Bánh xèo kìa con, ếch bánh, ông bà cô chú đang đứng chờ bánh xèo. Nóng ghê luôn á. Bữa nay Sài Gòn có cơn mưa nha. Con biết gì đâu nha mọi. Đem đá bỏ vô đá đâu. Dạ. Sao chị? Chưa nghe chưa. Dạ. Bánh xèo ngon không chị? Dạ. Con chị. Dạ. Rồi cảm ơn hai chị nha. Trời ơi. Hai chị bỏ cơm đi ăn bánh xèo kìa. Dạ. Gần đây không chị? Xa hả? Ở đâu mà xa? Bắc Ninh. Ơi, chị ở Bắc Ninh vô. Trời ơi. Con. Dạ. À, hai chị từ Bắc Ninh mới vô hả? Trời ơi, bất ngờ chưa? Cũng xem clip hả? Ngon hả? Ăn hết 120.000 thì là ngon rồi đấy. Dạ. Bỏ mưa nhưng mà ngon. Dạ. Trời ơi, vậy hai chị ăn hết 120.000. Vậy anh chị hai cái hả? Hai cái to luôn. Trời ơi, luôn. Dạ. Quá khỏe luôn. Rồi, cảm ơn hai chị rất là nhiều. Rồi rồi rồi, đưa chụp cho cô cho chị với cháu tấm hình nè. Cho lên hình đại diện luôn. Mấy năm nay kia mấy bà là sắp kể. Các bà lại ngồi ngay. Dạ, Cuộc Sống Sài Gòn TV về xem nha chị. Rồi, ok. Cảm ơn hai chị. Dạ, vô trong này đi chơi hả? Thôi. Dạ. Đi lai xa như vậy có người là sẽ hào.
Dạ rồi, ok, cảm ơn hai chị. Chúc hai chị đi chơi khám phá nhiều nơi ở Sài Gòn nha, ngày lễ nha. Dạ rồi, ok hai chị. Từ Bắc Ninh vô, bất ngờ hai chị khách xa lúc xa lờ. Cái thường à, cái bánh kìa. Chú Long định mời ăn bánh xèo mà chú Long ngại quá, sợ lên đi kia đón đầu chú Long quá. Cái gì mời. Chú Long định mời bánh xèo mà. Mời cô chú à, chạy xe vô nhà luôn cô chú. Mấy cái em? Hai cái mang về nữa cô ba ơi. Hết bánh xèo, hết bánh xèo. Vô luôn rồi, vô.
có khách là mừng rồi, có khách vô, tử khách hồi nãy không, nữ chưa, làm số 1 nữa bà nội ơi. Ngày nay cái 2 xô mà làm xô nữa chứ. Ba cái à, ba cái cua ba cái. Sáng giờ mới thi tiếng Anh. Rồi sao? Được, okay. Thi học kỳ á hả? Trời. Ủa vậy là sang năm lên lớp 6 luôn hả? Cô có nói gì không? Cô nói hay xui hả? Cô đánh giá năng lực chứ, đúng rồi. Ôi, bánh xe mời vô luôn. Dạ, khóa cổ luôn nha em gái, khóa cổ luôn nha. Khóa cổ xe luôn. Không, để đó có người trong. Dạ, con trong dùm cho, nhưng mà khóa cổ xe. Ồ, khách vô con ơi. Đổ bánh lên con ơi. Vui là vui là vui quá trời. Thấy khách vô là vui quá trời. Rồi cảm ơn anh chị nha. Hả? À sao con trai? Ba bà con đang bánh xèo kìa. Bây giờ là 8 giờ 25 phút. Em đang ở bánh xèo Nhí. Ông bà, cô, chú, anh chị và các bạn. Địa chỉ của chúng ta đó là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo Nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 35k một cái. Ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nghỉ lễ ghé ăn bánh xèo ủng hộ ông bà nội và các cháu nha. À, bây giờ là Hà Anh phục vụ 24/24 rồi đó. Cảm ơn anh chị. Đó, từ từ chạy ra xe. Dạ. Cô chú mới ăn ngày hôm qua đúng không? À, cô chú mới ăn ngày hôm qua hả? Mừng. Cô chú mới ăn ngày hôm qua là mừng. Mong là ông bà cô chú ăn lần 1 rồi ghé lần 2, lần 3 giống như ông với bà bên Gò Vấp á. Nha. Từng ghé ăn lần 2 lần. Dạ. Bây giờ là ông bà cô chú vô ngồi đợi xíu, nhưng mà bánh nó sẽ nóng ngon. Dạ. Ôi kẹt xe ghê lắm nội. Nói chung là chiều về, bây giờ ra đường quốc lộ 1 đây là kẹt, hồi nãy cũng định quay về luôn á. Nga từ chạy xe nhiều thôi. Xe khách, xe tở, xe lắng vừa qua ô tô, xe máy gì lắng tút tụt tùn tùn hết. Về quê mà. Khách nè, chú Quang bánh xèo kìa. Dạ. Dạ. Mấy cái chú? Hai cái. Hai cái mang về.
Bịch rau hai cái cô ba ơi. Máy này chống được cái lập xưởng rồi chưa cô ba? Thêm về cái này chưa? Cái kèo của chú Việt xong chưa? Chống kèo chưa? Chưa hả? Chưa nghe chú Việt à? Cứ nhét chú Việt đi chứ. Hôm nay là tối lễ, ngày lễ nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là tối cuối tuần, bắt đầu kỳ nghỉ dài của người của bà con người Việt Nam. Một cái kỳ nghỉ rất là dài, 5 ngày. Mình hít khói không cũng đủ đủ no. Mình đi qua chỗ nào là khói đi theo chỗ đó. Buồn thiệt á chứ. Cô ba, đi tới chỗ nào khói đi theo chỗ đó. Có người đang hỏi, có người hỏi chú Hà là hồi tối khoe là chú Hà biết con ăn cái gì không? Chú Hà đón hoài, nào là cháu lòng, rồi nào là cháu vịt, rồi cháu gà, rồi nói chung là chú Hà quay cha là món khác đó, món cháo khác đó. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bye bye.